Gần đây, Pogba đã mở tài khoản bàn thắng tại Premier League mùa này ở trận West Ham với Man United. Đáng chú ý, xung quanh pha lập công này có rất nhiều thứ gây tranh cãi. Phút 65, Bruno đã băng xuống bên cánh phải, anh đi bóng vào trong trước khi kiến tạo cho Pogba. Cứ lòng đẳng cấp vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Ngay sau khi ghi bàn, Pogba đã để tay lên vai và tạo ra màn ăn mừng đầy thách thức. Đây có lẽ là lời nhắn gửi tới những người luôn chỉ trích anh trong suốt thời gian vừa qua. Trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Mùa giải 2020-2021 của bóng đá châu Âu đã đi được gần một nửa chặng đường, với nhiều màn trình diễn đỉnh cao và hấp dẫn được các cầu thủ đem đến cho người hâm mộ. Thế nhưng không chỉ là những hình ảnh ấn tượng, sân cỏ thế giới cũng chứng kiến rất nhiều những khoảnh khắc hài hước tới từ chính các ngôi sao bóng đá. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi theo dõi lại những khoảnh khắc cười ra nước mắt được các camera may mắn ghi lại nhé! Trong trận đấu bù giữa Burnley và Manchester United tại khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Pogba chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Quỷ Đỏ vươn lên ngôi đầu Premier League. Cú volley của tiền vệ người Pháp có thể nói là chính xác đến từng cm để có thể trở thành bàn thắng. Bóng từ chân Pogba chạm vào một hậu vệ đối phương rồi lọt đúng qua hai chân của thủ thành Nippop. Sau đó, cựu ngôi sao của Juventus và Bailey còn có màn ăn mừng cực kỳ hài hước. Lão tướng Zlatan Ibrahimovic đã đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài chấn thương bằng màn khởi động không thể ấn tượng và độc lạ hơn. Cụ thể, huấn luyện viên Pioli đã không vội vàng sử dụng lão tướng người Thụy Điển ngay từ đầu vì lo ngại anh sẽ tái phát chấn thương. Từ giữa hiệp 2, Ibra đã bước ra sát đường biên để làm nóng cơ thể và anh đã khiến tất cả sững sờ khi liên tục vung chân đá cao qua đầu huấn luyện viên thể lực. Vị huấn luyện viên này dường như đã quen với chuyện này nên không hoảng sợ, nhưng ông vẫn hơi né cú đá của Ibrahimovic theo phản xạ. Trận thắng 3-0 của Arsenal trước Newcastle tại vòng 19 Premier League đã đánh dấu sự tỏa sáng trở lại của Aubameyang khi anh xuất sắc lập một cú đúp. Ở bàn thắng ấn định tỷ số, tiền đạo người Gabon đã có một màn xử lý cực ngọt trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng. Thế nhưng tâm điểm lại là màn ăn mừng cực bắt trend sau đó của các cầu thủ Arsenal. Các ngôi sao pháo thủ rất biết cách chia sẻ niềm vui mà không quên giữ khoảng cách trong mùa dịch. Trong bóng đá có rất nhiều cách để ngăn chặn một pha phản công, nhưng đây rõ ràng là một trong những cách kỳ quái nhất. Cụ thể, sau khi mất bóng trong một tình huống phạt góc, cầu thủ mang áo số 7 đã cố tình lấy một trái bóng và đá vào sân. Đáng nói khi đó thủ môn đối phương cũng đã phát bóng lên phía trên. Đương nhiên ngay sau khi phát hiện ra có hai quả bóng trên sân, trọng tài đã ngay lập tức dừng trận đấu. Tuy nhiên anh chàng ma mảnh này cũng không thể thoát khỏi án phạt là một chiếc thẻ vàng.
có vẻ như quá tập trung vào trận đấu mà cả Christian Benteke cũng như Son Heung-min đã quên mất nghi thức để ủng hộ phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc. Khi mà tiền đạo của Crystal Palace chủ động chạy, cầu thủ người Hàn Quốc đã nhanh chóng theo sát đối phương để kèm cặp. Thế nhưng cả hai ngay lập tức nhận ra trận đấu chưa bắt đầu và cùng nhau quỳ gối giống như những cầu thủ khác. James Maddison và Leicester City đang có một mùa giải đầy hứa hẹn khi đang bay cao trên bảng xếp hạng Premier League. Thế nhưng tiền vệ người Anh không chỉ tạo dấu ấn bởi những màn trình diễn trên sân mà còn từ một màn ăn mừng cực kỳ ấn tượng. Sau khi dứt điểm tung nóc lưới thủ thành Southampton, Maddison đã quyết định không tiến tới ăn mừng cùng đồng đội. Ngôi sao của bầy cáo ra hiệu cho các chiến hữu không tiến lại gần mình, anh giữ khoảng cách cũng như làm giả động tác high five và bắt tay với đồng đội từ xa. Kể từ khi chuyển đến Barcelona, Antoine Griezmann ngày càng sa sút phong độ và thường xuyên có những pha bỏ lỡ cực kỳ vô duyên. Pha bóng này sẽ là minh chứng rõ nhất cho nhận định trên. Sau đường căng ngang dọn cổ của Alba, tiền đạo người Pháp chỉ cần có pha chạm bóng nhẹ nhàng là sẽ có bàn thắng. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà cú chùi chân của cầu thủ mang áo số 7 lại không đưa bóng vào lưới, đồng thời lại giúp thủ môn dễ dàng ôm gọn trái bóng. Ter Stegen vẫn được biết đến là thủ môn có kỹ năng xử lý bóng rất tốt và không thua kém gì các đồng đội ở tuyến trên. Và nếu như không có những tố chất đó, rất có thể Barca đã phải nhận một bàn thua ngớ ngẩn trong tình huống này. Cụ thể đường chuyền về của Busquets đưa bóng đi đập đất trước khi hướng thẳng về khung thành đội nhà. Rất may thủ môn người Đức đã chơi cảnh giác và có màn cứu nguy bằng đầu cực kỳ bình tĩnh và tinh tế. Trước khi những trận đấu của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy nhàm chán, thậm chí là gây buồn ngủ khi xem. Giờ đây, huấn luyện viên người Hà Lan đã tìm được truyền nhân của mình khi lối chơi của Arsenal dưới thời Mikel Arteta cũng khiến các Gunner không đủ kiên nhẫn để theo dõi. Cổ động viên này đã lấy chiếc khẩu trang để bịt mắt khi ngồi trên khán đài sân Emirates. Có vẻ như anh chàng thà đến sân để ngủ còn hơn chứng kiến Arsenal thi đấu trên sân. Chắc hẳn các bạn đã có những giây phút thư giãn thoải mái khi theo dõi những tình huống hài hước có 102 vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.